lại có hàng ngon cho anh em đây, đến từ thương hiệu được anh em quan tâm, đó là Kai Select mã KS, rất khác biệt so với các thế hệ tiền nhiệm. Anh em đang xem video này thì mình sẽ có mini game tặng miễn phí cho anh em luôn nhá. Ok, và chào mừng anh em đã đến với kênh Lâm Smart. Không muốn tụt lùi so với đối thủ thì phải luôn đổi mới và hãy lắng nghe người dùng. Thương hiệu Kai Select nằm trong hệ sinh thái của Xiaomi, khó có thể sửa chữa sai lầm các cái sản phẩm trước đó, nên Kai Select KS sẽ là quân át chủ bài đầu năm 2023 của hãng để quay trở lại đường đua Smart phân khúc bình dân. Cho nên từ cách đóng hộp cũng được trau chuốt hơn, mọi thông tin sâu toàn bộ trên hộp. Điểm sáng họ muốn nhấn mạnh cho anh em biết đây là một chiếc đồng hồ nghe gọi chuẩn Bluetooth mới nhất 5.2. Mình sẽ mở hộp tượng trưng thôi vì đồng hồ đã sử dụng rồi. Bên trong đóng gói cũng rất đẹp, có kèm theo một cái tờ giấy nhám này nữa, nhìn rất xịn. Và họ sẽ tặng kèm cho anh em hai bộ dây đi kèm, bao gồm có một dây silicone dạng phổ thông này. Cái này dây này thì mình thấy là nó hơi bị rít tay, và dây magnetic strap hay còn gọi là dây từ tính. Cái dây này thì nó sẽ có màu cam vàng đặc trưng thương hiệu, mặt trong thì nó có màu đen. Anh em có thể lộn ngược lại, như vậy thì nó sẽ có 7 cách phối dây màu thay đổi đủ cho một tuần để phù hợp với outfit của mình. Cái dây từ tính này thì mình thấy là đeo nó khá thoải mái và cái lực từ tính của nó hít rất mạnh. Khi mua thì anh em đừng vội sử dụng luôn. Bên trong cái hộp phụ kiện này, ngoài có thêm một cái dây sạc từ tính thì nó sẽ có thêm một cái phụ kiện rất là quan trọng, khỏi phải mua ở ngoài nữa. Đó là có một cái miếng dán PPF full Việt. 10 điểm cho sự chu đáo tuyệt vời này, thêm cục sạc nữa thì đúng là hết nước chấm luôn. Mình sẽ nói về màn hình trước đã nhá. Anh em thấy khác so với hình ở trên vỏ hộp không? Nhìn nó có vẻ tràn viền như này, nhưng mà thực tế thì anh em sẽ thấy là cầm dưới nó sẽ dày hơn một xíu. Nếu như mà mỏng đều nhau thì ngon luôn, vì hai bên cạnh và bên trên khá mỏng. Đúng là họ hơi lừa chúng ta một chút, nhưng ưu điểm màn hình AMOLED sắc nét kéo lại rất nhiều, kích cỡ màn cũng rộng nên là dùng cũng thích hơn. Độ sáng lên tới 1000 nit đủ để anh em xem giờ ngoài trời nắng gắt hay là đọc thông báo cũng tẹt ga. Có hỗ trợ tính năng màn chờ OLED display bao gồm hai mặt mặc định. Viền kính màn vắt cong nhẹ rất liền lạc, mà khổ cái là cái kính nó khá bám vân tay. Nhược điểm thì mình thấy là có cảm biến lắc cổ tay xem giờ hơi ngu, đưa tay đôi khi màn hình hiển thị hơi bị chậm, nhưng mà được cái chuẩn. Còn ngửa tay xuống thì không bị tắt màn hình. Ngoài ra thì nó cũng thiếu các cái cử chỉ thiết yếu bật tắt màn hình cần phải có. Về thiết kế thì họ có viết một cái từ rất mỹ miều là Luxury Metal Body ở hộp. Nó khiến cho một cái đồng hồ nó chỉ có khung là nhôm kim loại, phủ sơn tĩnh điện trở nên sang trọng hơn hẳn. Còn về kích cỡ thì mình đo thực tế anh em xem ở dưới góc video nhá. Mình thấy cái chiều ngang này ấy, nó hơi ngắn hơn, khiến cho cảm giác cái thân máy nhìn dài hơn và thô hơn. Đây mình đặt cùng với con Apple Watch Series 4 cho anh em dễ hình dung. Thường thì Apple Watch nó đẹp tại vì là nó rất vuông vắn, chiều ngang và cái chiều dọc nó gần như là tương đương nhau. Đấy chỉ là cảm nhận ban đầu của mình thôi nhá. Khi mà mình đeo quen rồi ấy, thì cũng thấy là bình thường thôi. Thiết kế thì quốc dân rồi, không có cái điểm nhấn nào cả. Viền thì được vát cạnh CNC. Còn ở dưới này sẽ có thêm một cái nút để anh em có thể tùy chỉnh vào nhanh các cái ứng dụng tùy thích. Cả hai nút này thì mình thấy là bấm cũng ok, khá nảy, không bị cấn tay. Còn cái nút xoay này thì nó là cái dạng cơ bản rồi, và mình thấy là nó có cái tiếng kêu tích 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 khá to. Sau lưng thì có chất liệu là nhựa. Đây, lỗ mic và cái giải loa thì được đặt ở cái vị trí hơi sai lầm, vì khiến âm thanh khi mà phát ra nó bị dội ngược vào cổ tay, làm giảm âm lượng đi một chút. Mình thì thích cái kiểu giải loa nó đặt ở phía hông này hơn, nó không bị cản trở gì cả. Chiếc đồng hồ KS này thì Kai Select đã cải tiến thêm rất nhiều tính năng mới ở trên hệ điều hành. Ngoài ra thì cải thiện được mượt mà hơn so với các cái thế hệ tiền nhiệm. Vuốt nhẹ bên trái thì anh em sẽ thấy có một giao diện vào nhanh các ứng dụng này, truy cập thông báo và giao diện. Có thêm thời gian nữa thì hơi thừa thãi vì trên mặt đồng hồ đã có hiển thị thời gian rồi. Có 5 mặt mặc định, nó sẽ có thêm một cái mặt mà dạng module như này. Anh em sẽ truy cập nhanh được vào các cái ứng dụng ở trong đây. Và cài thêm một mặt từ kho mặt. Đây là mặt mình set tùy biến theo ảnh cá nhân này. Widget thì mình thấy là nó hơi bị khựng lác nhẹ và không có dạng vòng lọc. Mình thấy hay nhất là cái app điều khiển nhạc với điện thoại này. Nó sẽ có cái công tắc này nhá. Khi mà anh em bật lên thì nó sẽ phát nhạc ở trên đồng hồ, tức là bật thêm Bluetooth âm thanh giải trí đa phương tiện. Còn nếu như mà tắt đi thì nó sẽ chỉ là khiển nhạc ở trên điện thoại. Một tính năng mà các cái hãng cần phải học hỏi ở Kai Select KS. Còn đây là thanh Control Center. Chỉnh độ sáng thì nó sẽ không có chỉnh tự động mà anh em sẽ phải chỉnh bằng tay. Tiếp theo thì đây là chỉnh chuông và rung. Các cái vấn đề liên quan đến âm thanh nữa.
bật tắt âm thanh đa phương tiện này, nhạc chuông này, khi mà anh em kết nối điện thoại iPhone và Android, nếu như mà để dạng điện thoại thì nó sẽ lấy nhạc chuông ở trên đồng hồ, còn nếu mà anh em chọn tiếp thì nó là chuyển sang đa phương tiện này thì nó sẽ lấy nhạc chuông ở trên điện thoại. Nhạc chuông ở điện thoại như nào thì ở trên đồng hồ nó cũng sẽ như vậy. Còn đây là bật tính năng màn chờ online display. Đấy, anh em có thể chọn luôn mặt ở trong đây. Chế độ không làm phiền này, anh em để ý này, họ sẽ có tiêu đề mô tả ở từng cái tùy chỉnh luôn. Thường thì anh em chỉ cần nhìn icon là đã đủ hiểu rồi. Đây là vào nhanh truy cập các cái ứng dụng cơ bản. Và mình sẽ cho anh em xem luôn ở trong cài đặt nhé. Thời gian chờ màn hình, đấy, anh em thấy là cái kiểu giao diện rất là đẹp mắt. Đấy, thời gian là từ 5 giây cho đến tận 1 phút. Có lời chỉnh màn chờ AOD. Đấy, menu này là tùy chọn ở trong cái giao diện khi mà anh em vuốt trái sang á. Có lẽ đổi giao diện ứng dụng nó sẽ có 3 dạng nha. Chỉnh âm thanh và rung, đây là thay đổi được các cái ứng dụng mà anh em muốn tùy biến ở cái nút home này. Nó cũng không có gì nhiều cả. Công tắc bật tắt Bluetooth nghe gọi. Tiếp theo là về thông báo nhá. Khi mà vừa vuốt thông báo lên ấy thì nó sẽ hơi khựng nhẹ, sau đó thì khá mượt mè. Và nhận được tối đa là 10 thông báo gần đây. Với những ứng dụng mà nằm trong mục khác ấy thì nó sẽ hiển thị ra icon chung chung. Thông báo từ Messenger Facebook này thì mình có test hiển thị nội dung được rất dài trên cả iPhone và Android. Phone chữ nó thì cũng tạm tạm thôi, không bị lỗi ngắt chữ xuống dòng. Và thông báo dài thì anh em thấy là mình vuốt nó hơi bị khựng khựng nhẹ. Nếu như mà anh em vuốt trái thì nó sẽ bị xóa luôn. Còn thông báo từ Zalo này có hiển thị icon rất là đẹp mắt luôn. Đấy, còn đây là tiếng chuông của thông báo ứng dụng nó. Vào trong giao diện ứng dụng thì nó sẽ hơi khác so với đồng hồ khác. Không phải là bấm một lần mà vào đâu nhá, mà anh em sẽ phải bấm 2 lần. Như vậy thì nó sẽ hạn chế được vấn đề khi mà tập luyện tì đèo vào nút này thì không vào trong được trong giao diện ứng dụng mà bấm lung tung được. Đấy, vuốt trong đây thì mình thấy là cũng rất mượt nhá. Nó sẽ có 3 kiểu giao diện ứng dụng, dạng lưới này và tổ ong. Ngoài ra thì phone tiếng Việt anh em sẽ thấy là nó bị ở lỗi những cái từ dấu nặng. Đầu tiên là ứng dụng tập luyện, Kai Select KS đã có thể lưu lại nhật ký tập luyện rồi. Trước đó thì KR, KR Pro hay K11 không thể lưu lại nhật ký tập luyện. Hiện tại thì nó có đến 100 bộ môn tập khác nhau. Anh em sẽ vào trong cái mục thêm thể thao này, phân chia theo từng danh mục này. Và giao diện của nó đẹp mắt hơn. Đây, anh em thấy là có hiện luôn cái mục tiêu muốn đạt được ở ngay ngoài luôn. Theo dõi nhịp tim này, đấy, có biểu đồ ngay phía dưới SOS khẩn cấp. Còn ứng dụng điện thoại tương tự như các cái con đồng hồ có nghe gọi khác thôi, cũng có đầy đủ về quay số trực tiếp, danh bạ và nhật ký cuộc gọi. Về hoạt động này, đấy thì khi mà anh em vuốt xuống, nó sẽ có cái biểu đồ như này để anh em biết được cái trong thời gian nào mà mình hoạt động nhiều nhất. Nhưng mà cái kiểu animation của họ nhìn nó hơi bị quê quê ấy. Còn đây là đo SPU2 này, thư giãn và tập trung để làm việc hiệu quả. Đây là đo xét mức độ căng thẳng. Anh em thấy là giao diện cũng được đổi mới hoàn toàn, icon ôm đầu ấy. Đo như này rất là giống đo tốc độ ở trên xe ô tô ấy. Đồng bộ trợ lý ở trên điện thoại. Hãy kể cho tôi một câu chuyện buồn. Chuyện này thì có thật luôn, tôi quen một người bạn, cậu ta từng dậy sớm xếp hàng để nhận phần quà đặc biệt dành cho 50 khách hàng đầu tiên trong ngày. Này thì mình nghĩ là chuyện hơi buồn cười chứ không phải là chuyện buồn nữa rồi. Về game thì nó sẽ có hai trò tương tự như là KR hay KR Pro, đó là Flappy Bird này và trò 2048 để cho anh em giải trí. Ứng dụng đo cảm xúc của người đeo thì nó sẽ dựa theo cảm biến nhịp tim, cho nên là mình thấy là cũng chỉ để tham khảo thôi. Khiển camera chụp ảnh thì hỗ trợ ngon lành trên cả iOS nữa. Còn đây là theo dõi giấc ngủ này. Trên đồng hồ nó cũng có thể xem được trực tiếp rất nhiều thông số, đặt báo thức ngay ở trên đồng hồ. Trong nhiều hơn này là những cái ứng dụng cơ bản về tìm điện thoại này, đấy, bật đèn pin, khóa bảo mật cho đồng hồ này, có đầy đủ cả máy tính, đồng hồ của thế giới này, hẹn giờ, bấm giờ này, quay số là đổi mặt đồng hồ nhá. Kết nối với điện thoại bắt đầu từ Kai Select KS thì họ đã có app riêng là KaiOS hỗ trợ ngon lành trên cả nền tảng iPhone và Android. Độ ổn định thì cũng rất ngon, còn giao diện thì cũng tương tự như là các cái app kết nối với các con đồng hồ thông minh giá rẻ thôi. Không có quá nhiều sự khác biệt, hoạt động và theo dõi sức khỏe này. Khi mà anh em tập luyện xong cái bài tập ấy, nó sẽ lưu lại nhật ký tập luyện và nó sẽ đồng bộ lên trên đây, có cả thời gian biểu như này. Và mình thấy là nó không có tính năng là check GPS từ điện thoại đối với các môn tập thể thao ngoài trời. Đây là quản lý đồng hồ này. Kho mặt đồng hồ thì hiện tại có 200 đến 300 mặt và tất cả đều là do Kai Select họ tự thiết kế nha. Rồi kéo mỏi tay luôn. Mình thấy là nó thú vị và sáng tạo hơn so với các cái
app kết nối khác, đó là ở mặt tùy biến theo ảnh cá nhân, nó có cái độ cá nhân hóa rất cao. Này, anh em sẽ thấy là các cái tùy biến thay đổi có rất nhiều và anh em có thể di chuyển được ở các cái vị trí widget đấy. Còn về thông báo, những ứng dụng mà nó hiện ra như này là những ứng dụng chính ấy, thì nó sẽ hiển thị ra được icon khi có thông báo tới. Còn anh em biết tại sao mà nó hiện ra được Zalo không? Là anh em sẽ chọn ở trong ứng dụng khác. Ở trên iPhone cũng tương tự như vậy nhá. Những ứng dụng mà dạng nội địa giống như là Zalo ở Việt Nam mình ấy, còn nếu như mà không có ở trong cái mục ứng dụng khác ấy, mà nó nằm trong cái mục này, thì nó sẽ hiển thị ra icon chung chung. Rồi còn lại là các cái tùy biến cơ bản thôi. Tự động theo dõi về nhịp tim đây, thì anh em sẽ thấy là thời gian đo tối thiểu này, 5 phút cho đến 60 phút một lần, có báo nhịp tim thấp và cao bất thường. Tiếp theo quan trọng không kém, đó là chất lượng loa mic nghe gọi của cái chiếc đồng hồ này. Bây giờ thì mình sẽ test luôn. Anh em thấy là chuông của nó sẽ hiện chậm hơn so với rung tầm 3 đến 4 giây. Bây giờ thì mình có chuông. Rung của nó thì rất là mạnh nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Lâm Sở Mót của mình trong thời gian qua. Thấy chất lượng loa mic của nó rất tốt. Anh em đừng quên tham gia mini game thì mình sẽ tặng cho anh em chiếc Kai Select KS này miễn phí dành riêng cho anh em nào may mắn nhất. KS có lẽ là chiếc smart có cảm biến nhịp tim tốt nhất hiện tại của Kai Select. Mình đã test so về Apple Watch hay là thiết bị đo kẹp tay trong những cái lúc như là nghỉ ngơi, chạy bộ đều cho ra kết quả cực kỳ khớp luôn. Anh em có thể thấy là khi mà mình vận động cường độ cao thì đẩy nhịp tim lên như này mà chênh lệch gần như là không có. Test đếm bước bằng cách nhẩm mồm thì cũng đã nhàm rồi. Bây giờ thì mình sẽ so sánh đếm bước chân cùng với con Apple Watch. Đấy, như khởi đầu anh em thấy là Apple Watch là 161, còn trên con Kai Select KS là chưa nhảy bước nào. Bây giờ thì mình sẽ đi lại vào khoảng 10 phút để kiểm tra cái sự chênh lệch giữa hai đồng hồ này. Mình đã đi lại hơn 10 phút cùng lắc cả hai đồng hồ trên cùng một cổ tay. Đấy, anh em thấy là trên con Kai Select KS là 934, còn Apple Watch là 1041 trừ 161 là vào khoảng 1 trừ 1 là 0 à 880. 934 trừ 880 là vào khoảng 54 bước à. Khoảng cách cũng bị chênh lệch 200m, KS là 0.7 và Apple Watch là 0.9. Chênh lệch so với Apple Watch cũng tương đối anh em ạ. Không sao, con này thì tập tành theo dõi cơ bản như vậy là ok rồi. Mình dùng được khoảng hơn 2 tuần và nhận thấy là pin của KS tốt hơn KR Pro một chút. Dường như là Kai Select đã tối ưu tốt hơn dựa vào phần cứng cụ thể như là Bluetooth 5.2. Với cách sử dụng Headcore luôn bật mọi thứ full thông báo này hay là cảm biến theo dõi sức khỏe ở mức thấp nhất, màn độ sáng cao, nghe gọi nhiều thì mình có thể xài hơn 2 ngày một chút, còn khi tới gần kiệt pin là phải 3 ngày. Tất nhiên là nếu như mà bật màn chờ thì pin sẽ chỉ được hơn 1 ngày mà thôi. Nói chung pin ở mức ok. Kai Select KS là một chiếc đồng hồ thông minh ổn, có thể mua được trong tầm giá loanh quanh hơn 1 triệu. Tuy vậy thì mình thấy là còn có những cái bất cập nhỏ nhỏ cần phải cải thiện liên quan tới phông chữ tiếng Việt hay là cảm biến xem giờ, nhưng mà ưu điểm lại có nhiều hơn. Nếu như mà anh em thích Kai Select KS, mình sẽ tặng free nhưng mà chỉ một anh em may mắn nhất trong mini game số này thôi. Hãy giúp mình nhấn nút đăng ký kênh và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.